Lẽ ra hôm nay chúng ta đã là hai nhà thông gia, song chỉ vì cha con ông làm Cao Gia Ngọc, thà làm hoàng hậu Ô Hoa còn hơn làm dâu nhà họ Trịnh. Yêu công phủ Hà Khê tiếp khách về. Vì lẽ an nguy của xã tắc, vì hạnh phúc của trăm họ, và để tránh được họa binh đao do nước Ô Hoa gây ra, cũng như tin vào lòng trung quân ái quốc của Thái Khanh Kiều Công cùng ái nữ là Kiều Nguyệt Nga sẵn sàng hy sinh để cứu nước nhà khỏi cơn nguy biến, nay trẫm hạ chỉ cho Thái Khanh Kiều Công phải đưa con gái mình là Kiều Nguyệt Nga cống sang Ô Hoa để làm hoàng hậu. Hẹn trong nửa tuần trăng, phải lên đường không được chậm trễ, khâm thử. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúc mừng, chúc mừng Thái Khanh Kiều Công. Lẽ ra hôm nay chúng ta đã là hai nhà thông gia, song chỉ vì cha con ông làm Cao Gia Ngọc, thà làm hoàng hậu Ô Hoa còn hơn làm dâu nhà họ Trịnh. Nên nhớ, nếu cô làm hỏng việc lớn của triều đình thì chớ trách ta đó nghe. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga, con.